Cô bị đánh giá 1 sao cho cái sản phẩm bút chì Tombow Mono này. Nguyên nhân là vì khách hàng báo là cây bút đó bị hư. Mọi người hãy nghe hết cái câu chuyện mà Cú kể sau đây nha. Thường khi mà khách hàng đặt đơn bút chì Tombow Mono này thì lúc nào Cú cũng sẽ lấy ra và test trước cho khách hàng cả. Tất nhiên là Cú muốn chắc chắn là cây bút chì hoạt động bình thường và nó không có vấn đề gì hết. Như mọi người thấy thì đơn hàng được đặt vào ngày 13 và Cú giao đến cho bạn khách vào ngày 14. Tới tối ngày 21, có nghĩa là sau 1 tuần á, thì bạn báo là cây bút chì nó bị hư. Với chút xíu kinh nghiệm ít ỏi của mình thì Cú nghĩ là cây bút chì nó bị kẹt ngòi. Nếu như đây là cây bút chì của Cú á, thì Cú có thể sửa sao cũng được. Nhưng mà đây là cây bút chì của khách đang gặp vấn đề và rõ ràng Cú không có kinh nghiệm gì hết, cho nên mình không thể nào chỉ bậy được. Lúc này thì bạn khách muốn Cú phải đổi cho bạn một cây bút chì mới. Nếu như mà cây bút chì ngay từ khi bạn mới nhận hàng nó có vấn đề thì Cú sẵn sàng đổi cho bạn cây bút chì mới. Tại vì Cú từng gặp những cái rủi ro không mong muốn như thế này rồi. Cú đã từng giao thiếu hàng, từng giao sai hàng hoặc là giao tới nơi hàng nó bị hỏng hóc. Lỗi xuất phát từ mình thì Cú sẽ không bao giờ để cho khách hàng của mình chịu thiệt thòi cả. Mà đây tôi còn không biết nó có phải là lỗi của tôi không. Là rõ ràng lúc mà Cú test cây bút chì á, thì nó vẫn còn hoạt động bình thường. Bạn khách cũng có xác nhận là bạn cũng sử dụng bình thường. Bạn dùng gần 1 tuần xong rồi bây giờ bạn báo cây bút chì bị hư, bạn muốn shop phải đổi qua cho bạn một cây bút chì mới. Thì thật là làm khó cho Cú dữ lắm luôn á. Đây là cây bút chì mà Cú từng dùng nè. Trong 1 lần làm rơi thì nó đã bị hư rồi mọi người. Nên cái vấn đề là cho dù cây bút 75.000 hay là cây bút 750 đi chăng nữa, mình xài mình không có giữ gìn á, thì nó vẫn bị hư bình thường à. Mà đằng này bạn đã dùng trong gần 1 tuần rồi. Cú cũng đâu có biết được trong quá trình mình sử dụng nó bị rơi vỡ hay bị va đập gì không. Còn cái việc mà sửa bút chì á, thì mình đâu phải là chuyên gia sửa bút chì đâu mọi người, cho nên mình không thể nào chỉ bậy được. Nên Cú đã giải thích cho bạn khách hiểu và phương án của Cú là không nhận đổi trả. Thì giải thích là phần mình á, còn chịu hiểu hay không là phần khách. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi, ăn cái đánh giá 1 sao to đùng luôn. Còn đây là một cái đoạn clip ngắn mà bạn khách đang test cây bút chì nè. Nói thiệt là Cú nhìn hơi sót nha.